Cái việc mà bong chóc trong quá trình sử dụng có thể khó tránh khỏi, nhưng mà việc chúng ta ở đây đó là sẽ cần phải làm thế nào để nó hạn chế cái vấn đề bong chóc, để hạn chế những cái nguy cơ tác dụng phụ. Để đạt được những cái kết quả mong muốn như kỳ vọng thì các bạn cần lưu ý một số những điểm sau đây. Ngọc chắc chắn rằng đến thời điểm hiện tại thì không còn bạn nào không biết đến hai cái hoạt chất này nữa. Và đây được coi là một trong những thần dược của làn da, có rất nhiều tác dụng để cải thiện các cái vấn đề ở trên nền da các bạn, như là mụn này, nám, lão hóa hay là da không đều màu. Và đây là hoạt chất mà có ở trong các cái mỹ phẩm và là một thành phần chăm sóc da được sử dụng và bán rộng rãi mà không cần kê toa. Tuy nhiên thì trừ tretinoin, nhưng mà trên thực tế thì Ngọc thấy rất nhiều bạn vẫn đang tự ý mua và sử dụng tretinoin một cách vô tội vạ và không đúng chỉ định, dẫn đến rất nhiều tác dụng phụ xảy ra. Chính vì thế thì đã có không ít các bạn khi sử dụng hai cái hoạt chất này xảy đến rất nhiều tác dụng phụ như là bong chóc, ngứa rát hay là các cái phản ứng viêm ở trên nền da các bạn, thậm chí là lên mụn ồ ạt và bị tăng sắc tố. Vậy thì sử dụng retinol và tretinoin sao cho đúng? Retinol và tretinoin bản chất là một dẫn xuất của vitamin A, cho nên là thường các nhóm thuộc dẫn xuất của vitamin A sẽ có xu hướng làm da các bạn bị khô. Và cách thức hoạt động của retinol và tretinoin đó là nó sẽ ngấm sâu vào da các bạn và nó sẽ làm trung hòa các gốc tự do, tái tạo các cái lớp tế bào mới, tăng sinh tế bào và thúc đẩy sản sinh collagen và kháng khuẩn trị mụn. Chính vì thế thì hai cái hoạt chất này hiện nay đang được ứng dụng rất là rộng rãi trong cái quá trình các bạn chăm sóc da và giải quyết một số các cái vấn đề trên da các bạn. Đối với retinol thì cần một khoảng độ pH lý tưởng đó là khoảng từ 5,5 cho đến 6 thì nó mới có thể chuyển hóa thành một dạng retinoic, đó là dạng hoạt động. Trong khi đó thì đối với tretinoin không cần chuyển hóa bởi vì hoạt chất này đã ở dưới dạng hoạt động rồi. Và đối với thành phần tretinoin mạnh gấp khoảng 20 lần so với retinol. Nhưng đấy chỉ là những tài liệu mà các bạn đọc được. Trên thực tế thì Ngọc đã tiếp xúc và trải nghiệm qua rất nhiều các loại retinol khác nhau và các loại tretinoin khác nhau, thì Ngọc nhận thấy một điều đó là dù cho các bạn mới sử dụng retinol và các bạn sử dụng nồng độ cao thì các bạn vẫn có thể đối diện với một vấn đề, đó là bị bong chóc da, ngứa rát và bị tăng sắc tố. Nếu việc bong chóc quá nhiều cũng sẽ làm cho da các bạn bị mỏng và yếu hơn. Chính bởi vì tác dụng của rè và tre, nó sẽ làm tái tạo tế bào mới và tăng sinh tế bào mới, cho nên là cái việc mà bong chóc trong quá trình sử dụng có thể khó tránh khỏi. Nhưng mà việc chúng ta ở đây đó là sẽ cần phải làm thế nào để nó hạn chế cái vấn đề bong chóc, để hạn chế những cái nguy cơ tác dụng phụ. Để đạt được những cái kết quả mong muốn như kỳ vọng thì các bạn cần lưu ý một số những điểm sau đây. Thứ nhất đó là làn da các bạn khỏe và không nhiễm corticoid hay là đang trong quá trình cai nghiện kem trộn, cai nghiện corticoid và đang trong quá trình bị lên mụn. Đối với những làn da này mà các bạn mới ngưng sử dụng kem trộn một thời gian ngắn và các bạn sử dụng retinol và tretinoin thì rất có thể da các bạn sẽ bị breakout, có thể các bạn bị phản ứng viêm lên. Điều cần làm ở đây đó là các bạn cần phải phục hồi da trước để giúp da mình khỏe mạnh hơn, và sau khi ổn định rồi thì các bạn mới sử dụng retinol. Tuy nhiên thì các bạn cũng cần lưu ý đừng ham sử dụng nồng độ cao ngay từ lúc đầu. Da các bạn lúc này đang rất là yếu và rất có thể là bị kích ứng, cho nên chúng ta hãy sử dụng từ từ và với cái nồng độ thấp cho an toàn và để cho da các bạn đáp ứng dần dần. Thứ hai đó là đối với những bạn nào mà làn da quá khô mà các bạn sử dụng rè và tre thì chắc chắn là da các bạn sẽ dễ bị bong chóc rất là nhiều và có thể là bị ngứa rát. Đây cũng chính là lý do mà rất nhiều các bác sĩ và các chuyên gia luôn khuyên các bạn đó là cần phải sử dụng dưỡng ẩm trong quá trình sử dụng rè và tre. Tuy nhiên thì có một cái điều lưu ý đối với những bạn có làn da dầu hay là da đang có mụn thì các bạn lại cần phải lựa chọn một loại kem dưỡng ẩm để làm sao hạn chế cái vấn đề bết dính và bít tắc lỗ chân lông. Nếu như bạn nào chưa biết cách là lựa chọn kem dưỡng ẩm nào cho da dầu mụn thì các bạn có thể xem lại cái video lần trước mà Ngọc đã đăng, hoặc là các bạn cũng có thể tìm lại cái video mà Ngọc đã nói về 7 tiêu chí lựa chọn kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn. Ngọc sẽ để lại đường link mô tả bên dưới nhé. Điều số 3 đó là khi các bạn sử dụng rè và tre thì các bạn nên test trước và nên sử dụng với cái nồng độ thấp trước, đừng ham muốn là sử dụng nồng độ cao ngay từ bắt đầu, kể cả da các bạn có đang khỏe đi chăng nữa. Ngọc thấy có rất nhiều bạn nói rằng da mình cực kỳ khỏe mà thậm chí là sử dụng AHA và BHA phun toàn luôn mà da vẫn không có phản ứng gì, và các bạn nghĩ rằng là khỏe như vậy thì mình có thể sử dụng luôn nồng độ cao ngay từ ban đầu để da có thể là cải thiện nhanh.
Tuy nhiên thì các bạn cũng cần phải lưu ý, mỗi làn da nó sẽ có những cái đáp ứng khác nhau, và chúng ta hãy nên sử dụng với cái nồng độ an toàn trước tiên đã. Chúng ta nên từ thấp đến cao để cho da của mình có thời gian kịp thích nghi dần dần với cái sản phẩm mới khi chúng ta bổ sung. Còn nếu như những bạn nào mà có những tình trạng vấn đề bệnh lý ở trên da thì các bạn hãy tham khảo những người có chuyên môn và các bác sĩ trước để lựa chọn cho mình một cái nồng độ phù hợp với cái tình trạng da hiện tại của mình. Điều thứ tư đó là đối với những bạn nào đang sử dụng nhóm AHA, BSA hay là vitamin C. Đối với cái nhóm này thì cũng đều là các cái gốc axit và cũng có khả năng là bị bong tróc và làm khô da. Nếu như các bạn kết hợp với retinol và tretinoin thì vẫn được. Tuy nhiên thì các bạn cần phải kết hợp một cách khoa học. Nếu như các bạn nào không biết mà chúng ta kết hợp chung trong một chu trình thì rất có thể là bị tăng các cái phản ứng bong tróc và bị ngứa rát da hơn. Các bạn hãy nên tham khảo những người có chuyên môn trước, hoặc là các bạn hãy tìm hiểu trước về những cái sản phẩm mà chúng ta kết hợp. Điều số 5 đó là đối với những bạn nào mà đang trong quá trình trị liệu như là laser hay là peel da, mới xong mà các bạn sử dụng retinol và tretinoin luôn thì da các bạn rất dễ bị kích ứng và ngứa rát. Đối với những bạn nào đang trong quá trình này thì các bạn hãy nên tạm ngưng và hãy để cho thời gian da của mình có thời gian nghỉ và phục hồi lại, sau đó thì các bạn mới sử dụng tiếp retinol và tretinoin nhé. Và cái điều lưu ý cuối cùng đó là để re và che mà hoạt động tốt hơn thì các bạn nên bôi trên một nền da đang khô. Có rất nhiều bạn là không biết, và khi mà các bạn bôi dưỡng ẩm hoặc là các bạn bôi serum ngay sau đó các bạn áp ly luôn re và che thì nó cũng vô tình làm trung hòa bớt cái nồng độ của rè và tre, thì nó cũng sẽ kém hiệu quả hơn. Và một cái đặc biệt lưu ý đó là các bạn cần phải sử dụng kem chống nắng trong quá trình các bạn sử dụng rè và tre. Chúng ta cần phải đặc biệt chú ý hơn và sử dụng lượng kem chống nắng đủ, và kể cả số lần các bạn cũng cần phải lưu ý nhé. Rất nhiều bạn là quên mất điều này và rất nhiều bạn là chủ quan, nói rằng là ở trong nhà em cũng không mấy khi ra ngoài nên là lười không bôi kem chống nắng. Chính vì điều này thì có rất nhiều bạn bị sạm da sau một quá trình các bạn sử dụng rè và tre. Để đạt được những kết quả mong muốn, và chúng ta mong muốn là sau cái quá trình sử dụng rè và tre là da căng bóng, mịn màng và cải thiện các vấn đề về da của các bạn hơn, Ngọc mong rằng những cái lưu ý mà Ngọc vừa nêu trên sẽ giúp cho các bạn sử dụng rè và tre một cách an toàn và hiệu quả đối với làn da của mình. Ngọc chúc cho các bạn nào đang sử dụng sẽ sớm có một làn da mong ước. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay và bổ ích, đừng quên cho Ngọc một like và subscribe trên kênh YouTube. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi hết video của Ngọc.